Rồi ạ. Chạy chưa? Đồng hồ nó chạy chưa? Không. Theo Vinh, qua thử nghiệm cho thấy hệ thống này hoàn toàn có thể hoạt động 24/24, kể cả khi trời mưa hoặc ban đêm. Thế thì quay cái gì hả con? Con quay, con phải quay lên trên, nhưng con quay thế, quay gì? Con nói con tắt đi. Rồi, có thể tải đặt từ 3 giờ lái tàu.